là trung tâm của chuỗi giá trị, ngành hàng không đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phục hồi kinh tế. Vận tải hàng không đang nỗ lực phục hồi như thế nào sau đại dịch COVID-19? Phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Anh Tuấn, là trưởng ban tuyên giáo, truyền thông Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của Truyền hình Nhân dân. Hàng không nói chung và Vietnam Airlines nói riêng đã chịu thiệt hại rất nặng nề bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên thì Vietnam Airlines đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Vậy thì đơn vị có những kiến nghị đề xuất gì để giúp cho doanh nghiệp có thể nhanh chóng khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh thưa ông? Đây là một cái thời điểm rất là đặc biệt, cần có những quyết sách nhanh. Chúng ta tranh thủ cái đại dịch. Khi mà trước đây ví dụ như chúng tôi mà đang đặt mua tàu bay thì chúng ta phải mất 3 đến 4 năm sau thì chúng ta mới có tàu bay. Thì đến nay trong điều kiện này, với cái việc ấy là thị trường không cơ bản suy giảm, thì chúng ta có cơ hội để mà có cái quyết sách nhanh. Nếu chúng ta quyết sách đúng và nhanh thì chúng ta hoàn toàn có thể có cơ hội có được cái đội máy bay mới sớm, góp phần ấy là tăng cường cái hiệu quả khai thác. Những cái hoạt động đầu tư khác như là trung tâm sửa chữa máy bay, hangar, đối với chúng tôi thì cái hangar ở Nội Bài hiện nay đang rất là chật hẹp, và chúng tôi cũng mong muốn chính phủ có những cái hướng và những quyết sách đặc biệt để chúng tôi có thể kịp thời nắm bắt được cơ hội này, đẩy nhanh cái tiến độ xây dựng những hangar để khi mà thị trường phục hồi chúng ta có điều kiện đáp ứng ngay được yêu cầu này. Và một trong những cái giải pháp lớn mà chúng tôi đề nghị chính phủ là có cái biện pháp hoặc là tăng vốn hoặc là trợ giúp cho chúng tôi vay với cái lãi suất ưu đãi. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng kiến nghị chính phủ có những cái biện pháp như là giảm hoặc là miễn những cái thuế phí để mà góp phần cho chúng tôi vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Vì đây là khó khăn chưa có tiền lệ và để khôi phục lại hoạt động vận tải hàng không mất rất nhiều thời gian. Vậy thì cái giải pháp lâu dài được Vietnam Airlines tính đến là gì thưa ông? Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì những cái biện pháp đảm bảo sức khỏe cho hành khách. Đấy là cái mục tiêu tối thượng và làm nền tảng cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính phủ với những chính sách, với những cái thể chế được ban hành đúng thì nó sẽ đóng góp một cái phần rất là quan trọng để chúng tôi có thể vượt qua như những cái thành phần doanh nghiệp khác. Đối với hàng không thì cái việc mà duy trì song song vừa đảm bảo cạnh tranh nhưng mà cũng đảm bảo cho các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả là cái nền tảng vững chắc và một cái điều kiện tiên quyết để chúng tôi có thể đối diện và đối phó được với những cái rủi ro kinh doanh tiếp theo. Sau đại dịch thì nó sẽ tạo ra một cái bình thường mới, và hành khách sẽ có những cái thói quen tiêu dùng mới, và chúng tôi cũng đang nghiên cứu phối hợp cùng với các tổ chức hàng không ở trên thế giới có cái đánh giá, có cái dự đoán về những cái thói quen tiêu dùng mới của hành khách. Từ đó thì có cái điều chỉnh lại những cái chính sách về dịch vụ, về thương mại để đáp ứng được cái yêu cầu của hành khách và góp phần cho cái sự phát triển lâu dài và bền vững của Vietnam Airlines. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Truyền hình Nhân dân.